Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Đi Qua Tường Hình nha. Hôm nay anh xin giới thiệu nhanh tới anh em chú bác một số dụng cụ Nhật ha. Hôm nay cũng trong cái loạt mới về hôm qua mình có tổng quan lúc sáng anh em nha. Anh em có rất là nhiều món, anh em gọi mình khá nhiều á. Nhưng mà mình luôn muốn quay thật là kỹ nha, để khi mà anh em nhận hàng anh em nói chung là hoàn toàn hài lòng với cái quyết định của mình ha. Ok, ở đây thì những cái lưỡi cưa này mình không có đánh số anh em nha. Mình đánh số từ cái dao cho đi cho nó dễ theo dõi ha. Thì lưỡi cưa số lượng nó rất là nhiều. Thì đầu tiên mà trước khi vô clip thì anh em nào mà quan tâm yêu thích dụng cụ Nhật á thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, và anh em bấm cái chuông thông báo bên cạnh ha, có thể cập nhật các video bên mình cách nhanh nhất nha. Bởi vì kênh mình cái số lượng hàng nó khá đa dạng ha, cho nên có một số mặt hàng thì rất là nhiều anh em yêu thích ha. Ok, anh em đừng quên bấm like ủng hộ kênh nha. Tiên giới thiệu với anh em ba cái mẫu lưỡi cưa này nha. Đây thì ở đó rất là nhiều, nhưng mà thực chất thì chỉ có ba mẫu thôi. Cái màu vàng này với màu trắng này kích thước với lại chất lượng nó như nhau anh em nha. Đó. Thì mình cũng không có so sánh với nó ha. Đó. Rồi ok, thì ở đây thì cái lưỡi này lưỡi 13 cm nha, lưỡi 130mm 13cm nha. Cái lưỡi này thì nói chung tất cả ở đây thì đều là chữ Nhật hết anh em ha. Nhưng mà cái lưỡi này thì kích thước nó nhỏ cho nên nó làm cũng khá là mỏng anh em ha. Mình sẽ đo kích thước cho anh em ha. Cái giá ở đây thì mình báo sẵn cho anh em luôn nha. Cái 13cm này thì giá 30.000 nha anh em. Bởi vì lúc nãy có một số anh em hỏi ha, thì cái loại 13cm này là cái loại mà số lượng nhiều nhất ở đây ha. Nhưng mà hiện tại còn 6 cây. Loại này thì mình bán lẻ là 30.000 cây nha anh em. Đó. Thì còn 6 cây á, nếu anh em lấy hết thì là giá 150.000 nha, chưa gồm phí ship anh em nha. Tất cả giá mình báo ra đều chưa gồm phí ship hết anh em ha. Đây, cái cây này là cái cây 13cm, cây này nó khá là mỏng. Đó, nó đúng 1 ly anh em nha. Thì nếu mà anh em để xài qua cưa kiếm á nha, thì khi mà anh em đi mua cái lưỡi mới á, thì bây giờ đa số là cái lưỡi bốt nha anh em ha. Đó, bốt thì nó có ghi Made Swiss hoặc là Made in Germany. Thì những cái lưỡi mới mà tầm ví dụ như kể cả lọng ha, tầm 70-80 ngàn lọng á nha, 70-80 ngàn mà 5 lưỡi á, hoặc là 90-100 ngàn gì 5 lưỡi đó, thì không thể nào mà hàng của thụy sĩ, sản xuất thụy sĩ được anh em á. Cái đó mình phải tự biết nha. Nè, chứ hàng của thụy sĩ nếu mà sản xuất tại thụy sĩ hoặc tại Đức á, thì giá nó rất là mắc ha. Còn riêng cái lưỡi cưa kiếm nha, anh em ra ngoài mua thì cái giá nó khá mắc anh em nha. Bởi vì á là cái lượng người sử dụng cái loại này nó rất là ít ha, cho nên khi mà mình cảm giác cái lượng sản xuất ra rất là ít nha, cho nên cái giá thành của nó rất là cao. Đó, cái ví dụ như cái lưỡi cưa này là cái răng này là anh em dùng cưa sắt này ha, gỗ cũng được nha, nhưng mà nó đi chậm lắm, thì răng nó mịn quá. Cái này chuyên cưa sắt nha. Cái lưỡi mà nó cũng chưa dài tới 20 anh em nha. Đợt trước mình mua một cái lưỡi để mình gắn vô cái máy để mình bán ha, và mình có mua dùng cho một vài anh khách đó. Nó làm rất là mỏng, nó không có dày được như cái cây MCC mà 200mm này nha. Cái cây này nó dày tới hơn 1.5 ly lận, tới 1.7 ly, 1.8 ly gì nha. Rất là dày, rất là cứng. Cái lưỡi đó mình nhỏ hơn này thì phải 17, 18 gì đó. Mình mua là 70.000 rồi nha. Còn cái lưỡi này thì thực sự nếu mà nói sản xuất của Nhật thì mình cũng không có khẳng định được nha. Mặc dù nó không có cái tiếng, không có cái chữ Made in China nào hết ha. Anh em thấy răng này ha, đó. Cái đồ mở còn nguyên, cái gì là hàng này là hàng chưa sử dụng nha. Đó, cây này là 70.000 này. Còn nếu mà anh em mua cây lớn này, hàng mới thì mình chưa mua cho nên mình không biết ha. Nhưng mà riêng cái cây nhỏ hơn cây này nó đã bán mình 70.000 rồi ha, là hàng bốt rồi. Còn đây dù sao nó cũng là hàng MCC và hàng thị trường Nhật ha. Còn sản xuất ở đâu thì mình cái này mình chưa dám khẳng định nha. Nhưng mà mình thấy thép rất là tốt của anh em nha. Giá này thì cực kỳ tốt luôn á, theo mình ha. Đó, anh em thật sự có nhu cầu thì em liên hệ nha. Cây này là 90.000 này, cây MCC 90.000 ha. Khi mình gửi khi có một vài cây anh em thấy nó sẽ dính reset một xíu nha, nhưng mà thực ra cũng là hàng chưa sử dụng, chẳng qua do nó dính nước mưa thôi anh em ha. Đó. Thì anh em thông cảm nha. Cái này nếu mà mình đánh sáng lên thì nó sẽ mất cái lớp sơn á ha, cho nên mình không đánh nha. Rồi. Đó, 30, 70 với lại 90 anh em nha. Rồi. Giới thiệu với anh em cái cây dao chặt và đi rừng nè. Mình có tổng quan sơ, anh em hỏi mình cây này khá nhiều, mình muốn quay cho anh em cụ thể hơn ha. Anh em nào thật sự yêu thích nó thì liên hệ nha. Bởi vì cây này nó cân nặng nó rất là nặng, thường là 6 lạng đổ lại là chuẩn ha. Cây này nó tới 820g, nó còn 1kg,
Và đặc biệt là cái sống của nó có lẽ là cái sống da ri rừng mà dày nhất từ xưa giờ mình bán ha. 13 ly anh em nha. Nào. 13 ly. Cái này thì nó còn nguyên zin ha. Nó nói chung tất nhiên vứt vào bãi thì nó sẽ có cắn nhưng mà rất là ít. Cái này thì anh em mài rất là dễ ha. Nào. Hàng này thuộc dạng hàng khủng anh em nha. Nó tới 1800 năm nha. Cái bản lưỡi nó tới 6 phân ha. Đó. Cái này thuộc dạng hàng khủng nha, nhưng mà đôi khi anh em cần những cái cây hàng nặng á, anh em mua sẽ rất là khó nha. Đó. Những cây 8 lạng và đặc biệt tới 1 kg thì cực kỳ là ít ha. Đó. Nói chung cái này thì còn khá mới á. Cái này thì nó còn quấn mấy cái dây này ha. Đó. Mình để nguyên zin luôn nha. Đó. Rất là chắc chắn anh em nha. Cây số 1 là giá 500 ngàn nha. Anh em lưu ý là kích thước mình có đo ha, một cân nặng là 820 g. Cây số 2, số 3 nó giống nhau anh em nha. Cây này của OH ha. OH đây là hàng xịn của Nhật anh em nha, chứ không phải là hàng mới, hàng đẻo, hàng Trung Quốc nha. Đó. Cái này thì anh em chuyên dùng để có thể đóng đinh được nha, có thể gõ xỉ hàng được ha. Đó. Thép nó rất là tốt. Cái này thì nó làm cái cán rất là dài nha. 31 cm ha, 31.5 cm. Đầu nó thì là 10, tầm 10.5 nha. Đó. Đầu đóng nó, đầu nhọn nè. Mặt nói chung còn rất là mới, cái này mình chưa có vệ sinh qua nhưng mà nó cũng rất là mới ha. Cây số 2 với số 3 đồng giá 200 ngàn cây anh em nha. Nó cũng y chang nhau, dưới này nó có thêm một cái đầu có lẽ là 19-21 gì đó anh em ha. Đó. Nó thêm cái lỗ để anh em đúc cái cây cho nó có cắm tay đòn để xoay ha. Rồi, cái số 2 là 200 ngàn nha, anh em thấy logo H này ha. Đó. Còn rất là đẹp ha, cái số 2 nha. Cái số 3 giống vậy ha, mình phải giới thiệu qua đi ha, nó giống như vậy thôi. Cái số 4 của H luôn nha, anh em, nhưng mà cái cán nó thì màu đen. Cái thứ hai đó là cái cán nó dài hơn, nó 34 cm, nó dài 3 cm nha. Đó. Cái này nó cũng có một cái đầu vàng ốc như này ha. Mình đo luôn cho thước ha. 17 nè nha, chính xác là 17 ha. Đó. Rồi. Cán này còn rất là đẹp ha, đặc biệt cái nhựa này nó vừa có cái độ bền mà nó vừa có cái độ êm anh em nha. Đó. Cầm nó không có đau tay ha. Mặt thì còn rất là mới, đó. Logo H ha, mặt trên vậy. Mặt đóng như vậy nha. Đó, bên này thì nó hơi cắn cắn nên mình có lấy mép tròn lại tí thôi ha. Còn lại nói chung tổng quan thì anh em nhìn nó rất là đẹp ha. Rồi, cây số 4 là giá vẫn 200 nha. Cây số 5, số 6 thì là hai cây của Bakuma nha. À, mình thường bán Yamaguchi với đầu trâu là chiếm số lượng rất là nhiều ha. À, tiếp theo đó là Yamaguchi, tiếp theo đó là Bakuma. Và đôi khi thì có một số hãng như là Mitki ha, nè, những hãng rất là nổi tiếng và rất là chất lượng ha. À. Còn những cái cây búa mini mà hàng Trung Quốc xuất Nhật này kia thì mình rất là ít bán nha. Bởi vì khi mà mình cầm những cái búa này mình xài rồi thì mình xài qua những cây búa chợ là chắc chắn anh em xài không được rồi ha. Còn những cây búa mà hàng Trung Quốc xuất Nhật nó dù nó hơn búa chợ nhưng mà khi mà anh em xài này rồi thì rất là khó để anh em có thể xài được những cây búa nó dỗm hơn ha. Đó. Cán này thì anh em nhìn mặt trước cũng rất là ok, này thì nó cái này thì anh em dán keo là ok nha. Đó. Nói chung tay nắm nó còn khá là ok đó. Đặc biệt phía dưới Bakuma làm rất là cẩn thận anh em. Anh em thấy cái logo hình con giống như con gấu Bắc Cực ha. Và chữ mà Bakuma Made in Japan ha. Cái cán thì rất là mới nha. Mặt nó thì làm theo form đầu trâu ha. Đó. Form này form đầu trâu không lẫn đi đâu được ha. Mặt đóng còn rất là mới luôn. Đó. Hình gia đình cũng còn khá chuẩn ha. À, đặc biệt giá rất là ok. Nó chỉ bị một cái lỗ ở đây thôi nè. Số 5 240 ngàn và đây là max size anh em nha, 660 g ha. Cái số 6 cũng là Bakuma nhưng mà nó về cái nguyên bản của Bakuma anh em ha. Đó. Đó. Cái bản Bakuma thì anh em nó sẽ thấy là sọc caro ở đây nha. Đó. Cũng rất là đẹp luôn ha. Đó. Nó rất là đặc trưng của Bakuma, giống như đầu trâu thì anh em nhìn vô là anh em biết đầu trâu ha. Yamaguchi cũng vậy, Bakuma nó cũng vậy nha. Nhưng mà Bakuma nguyên bản nó sẽ rất là ít ha, nó lấy form của Yamaguchi đầu trâu rất là nhiều nha. Còn nhỏ đinh ha, à, còn rất là đẹp nha. Còn đóng đinh thì nó có nhám nha, tuy nhiên nhám thì nó cũng có mòn khá nhiều ạ. À. Sọc này đẹp anh em ha, anh em mà vệ sinh sọc này kỹ tí nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Cán còn rất là mới ha. Cán Bakuma làm rất là đẹp anh em ha. À. Rất là tỉ mỉ nha. Đôi khi đầu trâu nó chính hãng, đôi khi dưới này có đời nó làm, có đời nó không làm á. Bakuma mình thấy đa số là nó có làm dưới đế này hết ha. Rất là cầu kỳ.
630g, cây số 6, giá 250 nha. Số 7 là một cái cây búa đầu dẹt ha. Cây này thì cái đầu là đẹp xuất sắc anh em ha. Cái đầu nói chung là loại này mình bán khá nhiều nhưng mà cái đầu đẹp vậy thì nó rất là ít ha. Vừa về luôn, chưa có vệ sinh, chưa làm lại gì, chưa có, nói chung chưa có một cái dấu gì lên đây hết ha. Nên thấy được cái độ sắc sỡ của nó ha. Kể cả đầu dẹt phía trước như vậy nha. Đầu này là đầu 24 anh em ha. Đó. Đó, chữ đầu trâu nha, chữ 24 ha. 650g là nó bằng một cái cây búa đầu trâu nhổ đinh xài lớn ha, giá 250.000. Cái cán nó thì nó có tí này ha. Đó, nói chung là cầm vẫn xài, cán vẫn xài rất là tốt ha. Đó. Nói chung cái đầu này nó còn cực kỳ đẹp anh em ha. Đó. Có 3 sọc ở đây luôn ha. Đó. Này gần như mình chưa thấy dấu đóng lên này ha. Đó. Cực kỳ mới luôn. Cái số 7 giá 250 nha. Số 8 thì là một cây cưa xếp ha. Cái này size nó khá dài, dài hơn cây tiếp theo. Cái cán nó tới 48 anh em ha, là gần nửa mét á. Cái lưỡi cắt được của nó là 20cm. Anh em nhìn gần thì anh em sẽ thấy cái răng của nó còn rất là mới nha nè. Anh em thấy cái răng nó thì nó có vát hai cạnh và nó đều có mấy cái rãnh này. Mình tạm gọi là cái rãnh thoát phôi ha. Đó. Không phải cái răng nào của Nhật nó cũng có mấy cái rãnh này đâu nha anh em. Đó. Có mấy cái rãnh này thì anh em cắt nó sẽ nhẹ tay ha. Đó. Khi anh em cắt hoặc kéo hoặc đẩy nhẹ tay ha. Đó. Răng này còn bén lắm nè. Cây số 8 giá 90.000 nha. Giá rất là tốt ha. Rồi. Ok, cây số 8 nha. Cây số 9. Cái này thì đó cái thước ha. 42 nha, phần lưỡi là nó 17.5. Anh em thấy tem nó còn luôn anh em ha. Đó, cây này thì nó rất là mới, nó chẳng qua nó chỉ bị dính nước mưa này kia thôi ha. Đó, răng nó thì cực kỳ bén luôn nha. Đó. Răng còn rất là bén luôn ha. Cái này mà anh em bonsai này kia cưa cành này kia thì nó cực kỳ là tiện ha. Đó. Cây số 9 này giá 90.000 anh em nha. Đó. Tại vì đợt này mình vệ sinh nó không có quá kỹ anh em ha. Anh em nhìn nè ha. Khi mà anh em đánh nó sáng lên thì cái này nó sẽ rất là sáng ha. Nhưng mà khi anh em vệ sinh cái răng nó phải cẩn thận. Bởi vì nó vệ sinh không cẩn thận nó là dễ làm xếp lưỡi ha. Cho nên đây anh em thấy độ mỡ còn rất là tốt luôn nè. Xếp lưỡi là anh em kéo rất là nặng ha. Rồi. Cây số 9 này giá 90 nha. Cây số 10 là một cây cưa hai lưỡi. Đó, cái cưa xếp mà hai lưỡi nha. Đặc biệt cái cây này không phải là hàng trơn nha, cây này là của Topman ha. Topman thì nếu mà anh em mà có xài qua kềm của Topman nó cũng rất là đỉnh anh em ha. Đó. Những cây của Topman là phải nói là cực kỳ đỉnh đó. Răng thì cây này còn rất là mới ha. Đó. Nhưng mà khi mà cái giữ chiều này nha, khi để anh em cắt cái chiều này á, anh em muốn cắt được chiều này á thì tất nhiên anh em nó phải giữ thì anh em mới cắt được đúng không? Thì nên chỉ cần nhấn nhẹ cái này thôi. Đó. Bởi vì cái này nó còn hơi xét á, nên chỉ nhấn nhẹ thôi là nó sẽ giữ. Đó. Đó, cái này nè, nên nhấn nhẹ cái này thì nó sẽ giữ nha. Còn nếu không thì nó sẽ bật á. Còn cái lưỡi thì nó cực kỳ mới đó, lưỡi rất là mới luôn ha. Cái này khá mới nha. Đó, đo cái lưỡi nha, cái lưỡi nó là 21 anh em ha. Kể cả cán của nó là tới 48.5. Là dài ha. Mình nhấn cái này xếp lại nha. Rồi ok. Cây số 10 giá 130 nha. Cây 11 là một cây cưa hai mặt ha. Cây này thường cái form nhỏ nhỏ này thường là hàng mới nó hay phun lắm. Cây này thì hàng thủ công nha, 21cm nha nè. Cái bảng này rộng nhất của nó là tới 9cm ha. Đó. Đợt này về cưa quá nhiều cho nên mình không có vệ sinh cho nó bóng được ha. Đó. Bởi vì về nếu mà gặp cái loạt mà cưa mới nè, ví dụ như đây ha, mình giới thiệu cho anh em. Thank you.
Đó, những cái lưỡi này này nè, nó rất là mới nhá, nó cũng rất là chất lượng ha. Nếu mà em mua được những cái lưỡi này thì nó cũng rất là chất lượng luôn ha. Đây thì mình về thường mình sẽ cái loại này loại tháo lắp được á, mình bán rất là nhiều loại này thì em biết rồi ha. Đó. Thì những cái cây này thì là hàng chưa sử dụng nè, anh em thấy cái răng nó thì nó có theo mình biết là nó tôi bằng laser ha, cho nên khi mà cái đầu anh em còn thấy cái đầu cháy 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 này á, thì là gần như là nó chưa sử dụng nha. Khi anh em sử dụng là cái đầu cháy này nó sẽ sáng lên nè ha. Đó. Những cái này thì theo mình thì nó cũng rất là chất lượng nha, nhưng mà khi mình sử dụng mình vẫn thấy những cái cây mà nó cũ cũ như vậy ha. Những cây cũ cũ như vậy nè, những cái cây mà đời hơi cũ cũ á, anh em mình thấy cái thép nó rất là tốt nè, thật sự thép nó rất là tốt ha. Đó. Cái này nó có chữ khắc thủ công của thợ ở đây anh em nha. Đó, cái này thì giá là 120 nha, cái này cả cán của nó thì nó dài là 50 cm á, đúng nửa mét nha. Rồi, tới cây này thì nó cũng kích thước có lẽ bằng cây kia ha. Còn cái lẽ 21 ha. 22 nha, dài hơn tí xíu. Cái bảng nó cũng là 9 phân ha. Đó. Cả cán của nó thì là 54, dài hơn tí nha. Cái này thì nó giống nó còn lúc nó về nó còn quấn lại ha. Cái này thì giống như chưa sử dụng vậy. Mà có lẽ là chưa sử dụng thật anh em ha. Đó, coi cái cán này còn nguyên nha. Mình chưa có gỡ cái lớp bọc ra luôn ha. Đó. Ở đây nó còn có cái tem hướng dẫn sử dụng cái cách cưa nữa ha. Đó. Nó ghi là ví dụ anh em cưa gỗ vuông này thì anh em nghiêng một cái góc 45, xin lỗi anh em 35 độ ha. Đó. Rồi ok, cây này thì quá mới rồi. Nó cũng là, nhưng mà nó cũng không phải hàng nó full đâu nha anh em. Cây này vẫn là hàng người thợ làm ra, người ta khắc chữ lên đây ha. Đó. Răng này, răng thì rất là mới rồi. Răng này thì mới nguyên, đôi khi chưa sử dụng nhưng mà nó bị cắn là chuyện bình thường nha anh em, nhưng mà cây này thì nó không có cắn ha. Không có cắn, răng còn mới. Cây số 2 này 12 này 107 nha. Cây này lúc nãy mình nhớ có không biết có nói không ha, cái này có một răng nhẹ đây thôi nha, cưa thì rất là bén ha. Để cây kéo cành ha, cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây này mình vẫn bán giá 250 nha, nhưng mà cây này mình lấy vô thì nó cao hơn mấy cái cây bình thường ha. Bởi vì cây này nó rất là đẹp ha. Mình mua nó giá khá cao. Cây này thì vẫn là 250 và kích thước của nó thì nó chắc là vẫn chuẩn thôi, 65 cm nha. Mình nghĩ vậy ha. 65 anh em nha. Loại này thì kích thước nó chuẩn 63 65 ha. Nó cắt được cái cây phi 10 mm anh em ha. Đó, nói chung tem nhãn nó còn giống như mới vậy. Cái lưỡi nó cũng vậy ha. Nên nhìn qua cái lưỡi thì rất là chắc ha. Đó. Cái này thì quá chắc luôn rồi ha. Rồi. Quá mới luôn. Anh em nhìn qua thôi chứ còn rồi, cái số 13 này giá 250 anh em nha. Mình tổng qua này có rất là nhiều anh em hỏi mấy cái hộp đồ nghề này ha. Đó, thì có một số anh em hỏi thì đăng chơi chứ không có bán, mình đăng là mình bán hết anh em nha. Đó, rất là ít cái món mình giữ lại sưu tầm ha, nên một số anh em đôi khi gọi hoặc là nhắn tin lúc đó mình không có cầm máy, anh em rất là thông cảm giùm mình nha. Đó, đôi khi thời gian mình nghỉ thì anh em gọi thì mình không cầm máy được, anh em thông cảm ha. Cái này là cái hộp này là giá 100, còn số 14 này là giá 250.000 nha. Cái này kích thước là 32 nè, 11 ha, và tầm 8 hơn tí nha. Đó. Thường cái loại này thì nó hàng bãi nhưng mà hàng trơn nó chiếm tỷ lệ rất là nhiều nha nè. Đó. Còn cái này thì anh em nhìn qua thì anh em biết rồi ha, này sản xuất ở Nhật rồi. Đó. Còn nói chung nước sơn thì còn phải 90% anh em ha. Phía trong mà mình cũng không có cần phải vệ sinh gì nha, bởi vì nó rất là mới ha. Đó, lâu giờ mình không lấy hộp ha, nhưng mà đợt này thì nó đẹp cho nên mình lấy ha, mặc dù giá nó lấy vô nó cũng hơi cao. Cây số 14 là giá 250 nha nè. Đó. Giá thì rất là tốt cho một cái hộp mà anh em yên tâm là hàng Nhật ha, bởi vì loại này thì anh em biết hàng trơn cực kỳ nhiều luôn ha. Khóa gài để tay nắm đầy đủ nha. Cái đường này thì tất nhiên nó không thẳng tắp 100% anh em nha, nhưng mà anh em gài vô thì nó cũng rất là chắc chắn nha. Cây số 14 250 nha. Cái này là cây
15 này. 15 nha. 15 với 16 nó giống nhau nha anh em. Mình giới thiệu cho các bạn cái để cái kích thước ha. 36 16 8 nha anh em. Đó. Cái này thì nó hai hộp này nó cực đẹp luôn ha. Đó. Bên trong là nó đẹp zin luôn nha anh em, không có cần vệ sinh gì hết ha. Lớp sơ bên trong nó còn luôn. Cái này cũng vậy nha, hàng nó hàng này rất là chất ha. Đó. Giá là 320 nha. 36 ha, 16 và 8 nha, 320.000 nha. Cây kia cũng giống như cái này thôi, nó mới y chang cái này thôi. Khóa kia nó còn đầy đủ hết ha. Đó. Ok, hai cái thùng này thì mỗi thùng là 320 nha. Rồi, giới thiệu với anh em một loạt các cái món ha, anh em nào quan tâm thì anh em cứ lòng xem thật kỹ nha. Để anh em lựa được đúng cái món mình cần ha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Xin chào anh em.